Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 10. Kính thưa quý vị và các bạn, những thông tin mà hiện nay chúng tôi nhận được thì vừa qua, cựu thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam đó chính là Huyền Gong Kim, hiện nay đang được hai đội bóng tại thủ đô liên hệ cho vị trí là thuyền trưởng của mùa giải 2023-2024. Tại V-League 2023-2024 thì Hà Nội sẽ có 3 đội bóng tham dự, đó là đội bóng Công an Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội và đội bóng cuối cùng đó là Viettel. Tuy nhiên, ngoài Viettel hiện nay đang có phần ổn định về mặt nhân sự thì cả hai đội bóng còn lại đều có một số những vấn đề. Mặc dù vừa qua với câu lạc bộ Công an Hà Nội họ đã đăng quang tại V-League 2023 thì vừa qua thì dấu ấn lớn nhất lại thuộc về một người khác, đó là giám đốc kỹ thuật ông Trần Tiến Đại, người sau đó được bổ nhiệm làm huấn luyện tạm quyền ngay trước vòng đấu cuối cùng. Trong khi đó thì dù có màn thể hiện khá là ấn tượng cùng với câu lạc bộ Hà Nội, thế nhưng việc mà chỉ giúp cho đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ hai thôi, cũng như là không đang có được cái thành tích tốt tại AFC Champions League. Vì vậy mà chiếc ghế của thuyền trưởng của đội bóng này, đó là Milan Bandovic, cũng đang lung lay một cách rất dữ dội. Bởi thế mà một huấn luyện viên đánh giá rất cao như là Huyền Gong Kim đang được nghĩ đến đầu tiên thì cũng là điều hết sức dễ hiểu thôi. Thế nhưng vừa qua chắc chắn là quý vị và các bạn cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi mà có một cái thông tin đến từ một nhà báo cực kỳ nổi tiếng, đó chính là anh Minh Hải. Thì anh có nói rằng là vừa qua thì ông huấn luyện viên Gong Kim yêu cầu một mức lương lên đến khoảng 700 triệu đồng trên một tháng. Trong khi đó anh ấy còn khẳng định một điều như thế này, đó là thậm chí huấn luyện viên Gong Kim còn mong muốn rằng phải có thêm 2 đến 3 người trợ lý đi làm cùng mình nữa. Và tức là cái tiền lương một tháng dành cho đội ngũ trợ lý cũng như là đối với huấn luyện viên Gong Kim lên đến khoảng hơn 2 tỷ đồng trên một tháng. Và đương nhiên đây là con số không hề nhỏ một chút nào, kể cả là với một đội bóng đại gia tại V-League, một con số tiền có lẽ rằng cũng là không tưởng. Thế nhưng mới đây thậm chí sau khi mà trả lời phỏng vấn thì Huyền Gong Kim thậm chí còn tự cảm thấy ngỡ ngàng và bất ngờ khi mà những ngày qua ông có biết về một số những trang tin tại Việt Nam đã viết rằng ông đòi hỏi một mức lương lên đến là 700 triệu đồng. Và thực tế Huyền Gong Kim có khẳng định rằng là ông chưa từng nói bất cứ một cái điều gì về tiền lương cả, chứ chưa nói đến việc là đòi hỏi về đội ngũ trợ lý. Một thông tin mà chắc chắn quý vị và bạn cảm thấy nó ngỡ ngàng, đúng không ạ? Và như bản tin trước chúng tôi cũng có đưa, đó là việc huấn luyện viên Gong Kim đòi hỏi một mức lương như vậy thì tôi nghĩ rằng là quá là bất ngờ. Và thực tế hiện nay đối với huấn luyện viên Gong Kim, hiện nay ông đang rất muốn dẫn dắt một câu lạc bộ nào đó tại V-League. Bởi thực tế là sau một quãng thời gian học bằng AFC Pro thì ông ấy cũng đang muốn có một chỗ đứng của mình. Và hiện nay thì chưa rõ được bất cứ một cái thông tin nào liên quan đến việc là có đội bóng nào mong muốn có được ông ấy hay không. Thế nhưng về cái câu chuyện mà nói rằng là ông ấy đang đòi hỏi một cái mức lương có thể nói rằng trên trời cho mình cũng như dàn trợ lý của mình, đó thực sự là một thông tin bịa đặt. Và vừa qua, chính trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất thì Huyền Gong Kim có khẳng định như vậy, đó là không có chuyện ông ấy đòi hỏi một cái mức lương đến 700 triệu đồng, chứ chưa muốn nói rằng là thậm chí lại còn đòi hỏi là phải có một đội ngũ trợ lý và mức lương lên đến khoảng 2 tỷ đồng trên một tháng dành cho đội ngũ này. Và thông tin đó từ ai thì chắc chắn là quý vị và bạn cũng biết rồi. Và đó là thông tin mà tôi nghĩ rằng là cũng cực kỳ sốc thực sự. Bởi chúng ta biết rằng đối với huấn luyện viên Gong Kim, ông ấy cũng rất nhiều lần mong muốn rằng không chỉ là làm việc với là một đội bóng tại V-League đâu, mà đối với huấn luyện viên Gong Kim, ông đang rất muốn sẽ quay trở lại làm việc cùng với đội tuyển U23 Việt Nam, hoặc thậm chí xa hơn là cấp độ đội tuyển quốc gia. Và chúng ta biết được rằng đối với một vị trí huấn luyện viên trưởng, hiện nay nếu như muốn có được cái cơ hội để dẫn dắt ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì họ cần phải có chỗ đứng cho mình để làm sao mà có được cái cơ hội để dẫn dắt một đội bóng nào đó, và khi đó lấy điểm được trong mắt của bên phía Liên đoàn bóng Việt Nam thì khi đó để có thể dẫn dắt quay trở lại một đội bóng cấp độ U23 Việt Nam thì là điều hoàn toàn là có thể dễ dàng hơn một chút. Vì vậy mà một cái thông tin có thể nói rằng khá là thất thiệt liên quan đến huấn luyện viên Gong Kim như thế này, đến từ một nhà báo cực kỳ nổi tiếng như thế này, chắc chắn nó ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của huấn luyện viên Gong Kim. Và nhiều người chưa biết là đúng sai như thế nào, chúng tôi nhận được rất nhiều những cái bình luận thực sự là khá là buồn, nói rằng ui rồi ông này chưa gì đã đòi hỏi lương như thế này, thôi lách bỏ, không có kỳ vọng gì đối với ông này cả, chắc chắn là chỉ vào tiền thôi. Và vừa qua chúng ta cũng lại có những thông tin liên quan đến Công Phượng nữa, đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã chia sẻ. Mặc dù tôi khẳng định lại một điều rằng đương nhiên hiện nay phong độ của Công Phượng đang xuống và việc cậu ấy không có mặt ở trên cấp độ đội tuyển quốc gia thì cũng là điều hết sức dễ hiểu thôi. Thì cũng một cái thông tin đến từ anh Minh Hải nói rằng là Công Phượng hiện nay đã có quốc tịch, chuẩn bị nhập quốc tịch Nhật Bản rồi, chuẩn bị là thôi ở bên đấy rồi, không về Việt Nam đâu.
Mà ngay thông tin đó thôi thì có quá nhiều sự chỉ trích, thậm chí là chửi bới dành cho Công Phượng, mặc dù thông tin đó thì chưa biết đúng sai như thế nào. Đây là những thông tin mà chúng tôi cảm thấy khá là buồn, đến từ một nhà báo nổi tiếng như anh ấy, mà đó những thông tin nó quá thất thiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cá nhân như là Công Phượng hay là Hong Rin-gong Kyung, một người mà tôi tin chắc rằng là với nhiều cổ động viên Việt Nam của chúng ta đang rất mong muốn ông ấy trở lại để dẫn dắt đội tuyển U23, thậm chí là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Mà tôi cũng chẳng biết là như thế nào, nhưng rõ ràng là anh ấy có động cơ và có cái lý do để làm sao có thể cố ngăn cản. Tôi nghĩ rằng đúng thôi. Vừa qua chúng ta đều thấy rằng là đối với anh Minh Hải, anh ấy bảo vệ gần như là tuyệt đối dành cho huấn luyện Philippe Trudier. Mặc dù không có kết quả tích cực, thế nhưng mọi thứ thì anh ấy cũng đều ủng hộ cho thuyền trưởng của tuyển quốc gia Việt Nam. Đương nhiên thì câu chuyện này cũng là rất là tích cực thôi, bởi chúng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là với là cương vị thuyền trưởng của tuyển quốc gia Việt Nam thì hy vọng rằng là ông ấy có được cái thành công. Bởi dù sao đi chăng nữa, bất cứ là một huấn luyện viên nào, nhưng nếu mang về cái thành công vào cho bóng đá Việt Nam thì chúng tôi cũng đều rất tôn trọng cả. Thế nhưng giờ đây rõ ràng mọi thứ cũng đang không hề đơn giản dành cho huấn luyện viên Philippe Trudier. Bởi ít nhất là trong 3 trận đấu giao hữu sắp tới, chúng ta phải biết rằng đây là trận đấu hoàn toàn rất khó khăn. Thế nhưng không biết là việc huấn luyện viên Philippe Trudier có hoàn thành được cái chỉ tiêu, cái mục tiêu của mình ở cái giải đấu này hay không. Bởi vừa qua thì cũng có một số bình luận có nói với chúng tôi như thế này. Đó là đây là một cái giải đấu không phải là thử nghiệm, mà cũng chẳng phải coi nó là một giải đấu giao hữu nữa rồi. Nó còn hơn cả một giải đấu chính thức. Vì vậy ở đây không thể nào mà cứ nói về cái câu chuyện thử nghiệm, tối ưu đội hình, rồi là mọi thứ không đặt nặng về mặt kết quả. Với nhiều cổ động viên thì họ nói rằng đây là một giải đấu chất lượng, và tuyển Việt Nam chúng ta phải đá thật, đá bằng tất cả những gì chúng ta có, chứ không phải là chỉ là thử nghiệm nữa. Vừa toa qua thì chúng ta cũng đã thấy rồi là ông Philippe Trudier đã gọi rất nhiều những cầu thủ trụ cột có ở trong đội hình như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh hay Thanh Bình, Văn Hậu v.v. Rất nhiều những cầu thủ chủ chốt, và đặc biệt những cái tên như Công Phượng hay là Văn Quyết lại không có tên. Và bên cạnh đó thì ông ấy cũng tin tưởng rất nhiều vào những nhân tố trẻ ở đội tuyển U23 như là Lê Văn Đô, Văn Toàn, Tuấn Dương hay Khuất Văn Khang. Rất nhiều những cái tên mới để có được cái cơ hội thử thách tại đây. Và hiện nay thì với trận đấu sắp tới mà đội tuyển Việt Nam chúng ta giao hữu, và chắc chắn cái trận đấu mà chúng ta chờ đợi nhất đó chính là Trung Quốc. Còn hai đội bóng khác nữa đó là Uzbekistan cũng như Hàn Quốc. Chắc chắn trong những trận đấu giao hữu sắp tới đây, chắc chắn là sẽ không thể nào có những kết quả tương tự giống như những gì mà chúng ta đã từng trải qua trong 3 trận đấu giao hữu gần nhất với những đội bóng như là Hồng Kông, những đội bóng như là Syria được. Chắc chắn mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều, hay là Palestine nữa. Những đội bóng chúng ta đối mặt sắp tới đương nhiên sẽ là rất mạnh. Chúng ta có lẽ rằng sẽ phải cần đón nhận những kết quả có lẽ rằng sẽ là phải tối tăm mặt mũi, thậm chí là những trận thua đậm trước đội bóng như là Hàn Quốc. Nhưng quả thực mà nói thì chúng tôi cũng mong muốn rằng từ việc mà chúng ta có được thất bại để chúng ta rút ra nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng cái kinh nghiệm mà huấn luyện Philippe Trudier có được với U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam không phải là ít. Tôi khẳng định một điều rằng là không ít. Thời gian này thực sự là quá đủ để cho những thử nghiệm mà chúng ta đã có được. Đương nhiên thì nó là một trận đấu giao hữu thôi, một giải đấu giao hữu thôi, thì chúng ta cũng chưa phải là quá khắt khe về cái mặt kết quả là như thế nào. Nhưng chí ít thì chúng ta cần phải thể hiện được cái lối chơi, và cũng không để xảy ra những cái câu chuyện tình dạng là thua muối mặt. Thực sự là cổ động viên Việt Nam chúng ta không muốn như vậy đâu. Mặc dù đó là những trận đấu giao hữu, nhưng chắc chắn kể cả trận đấu với những Trung Quốc thì càng có lý do rằng chúng ta sẽ không muốn để mà thử nghiệm rồi thất bại trước đội bóng này, dù là thử nghiệm, dù là những trận đấu giao hữu đi chẳng nữa. Thế nên bài toán đối với ông Philippe Trudier trong những trận đấu giao hữu sắp tới tôi nghĩ rằng khá là đau đầu. Và hãy coi nó không chỉ là những trận đấu giao hữu nữa, mà tôi hy vọng rằng là đối với huấn luyện Philippe Trudier, hãy coi đó là một giải đấu chính thức để chúng ta đá bằng chính tất cả những gì chúng ta có trong một quãng thời gian khá là dài, khi mà ông ấy lắp ghép được lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Không phải ít, tôi khẳng định một điều rằng với một vị trí huấn luyện trưởng một quãng thời gian dài 6-7 tháng trời không phải ít nữa rồi. Bởi chúng ta đều biết rằng với một vị trí tuyển trưởng của một đội tuyển quốc gia thì cái cơ hội dành cho họ không phải là nhiều. Thực tế nhiều các liên đoàn họ cũng chỉ cho cơ hội là 1-2 tháng thôi để làm sao mà phải có thành quả. Nhưng giờ đây chúng ta đã có được thời gian dài. Hy vọng rằng ông Philippe Trudier sẽ tận dụng thành công cơ hội này và chúng ta sẽ có được những quả kết quả tốt nhất ở trong những giải đấu sắp tới mà chúng ta tham dự. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.